Xin chia sẻ cho cô chú anh chị mình biết đến là Pháp không có lặn qua cái bình oxy nha. Pháp lặn thì công suất, mấy công suất lớn lắm. Một cái máy nổ qua một cái máy lặn, truyền qua một cái bình hơi rất là to luôn, cho 15 người lặn á cả nhà. Thì Pháp lặn là một máy dây hơi như thế này. Một máy dây hơi như thế này với lại một đai chì tầm khoảng từ 12 kg đổ lại. Có rất nhiều cô chú anh chị nhắn tin Pháp hỏi thì tư vấn cho về bình oxy lặn đồ á, nhưng thật ra thì Pháp lặn là máy công suất lớn và máy dây hơi và chì như vậy nha. Khi Pháp thì cũng đã tới điểm lặn rồi, bắt đầu mỗi ngày một công việc thôi. Mực nước hôm nay thì Pháp lặn gieo vào khoảng từ 13 cho tới 14 mét nước nha. Tương đương thì cũng tới 9-10 sải tay á cô chú anh chị. Do ghi Pháp ra mấy cái điểm gò để lặn á, nước hôm nay thì Pháp thấy rất là trong luôn. Mới nhảy xuống thì Pháp phát hiện ra có một con ốc tỏi nó có đang nằm mánh. Ốc tỏi này thì ở quê Pháp bán cũng tầm khoảng 180 cho tới 190 ngàn một ký nha. Chỗ này thì Pháp phát hiện ra có một con sò dương bi, một con bạch tuộc nó có ở trong cái vỏ sò thái này. Bạch tuộc hiện tại thì với Pháp bán tầm khoảng 150 cho tới 160 ngàn một ký, cũng tùy theo lúc mà 3 ngày lễ thì lên giá rất là cao luôn. Pháp gặp thêm được một con ốc tỏi nữa luôn. Loại ốc tỏi như thế này gọi là ốc tỏi loại 1 nha, vỏ nó rất là dày luôn. Chạy tới chỗ này thì Pháp phát hiện ra có một con bạch tuộc nữa, nó núp ở trong cái vỏ sò thái to. Như Pháp đã chia sẻ thì bạch tuộc nó hay ở trong vỏ sò và vỏ ốc.
nó làm nhà ở dưới đất á, của chú anh chị. Pháp phát hiện ra có một con cá ngự nó có qua vào cái cây thánh giá này. Tháng này sắp tới đổ lên với Pháp, cá ngự cũng có lai dai thôi, nhưng mà chưa có nhiều. Một con cá ngự như vậy thì Pháp kiếm tầm khoảng 80 ngàn một con, có khi 100 ngàn. Pháp ra ký hiệu là một chú tích nghệ nó bỏ đi. Pháp quăng qua phía này thì phát hiện nó đang nằm này. Khi mà gặp cái dấu tích giả của nó bỏ đi á, có nghĩa là nó đang làm một cái dấu tích giả, giờ nó ra phía xa nó nằm. Pháp bắt được một con nghệ này thì Pháp độ tầm khoảng hơn 200 gram, nghệ loại 1 rồi. Nghệ loại 1 thì ở quê Pháp bán giá rất là cao luôn, hiện tại là giá nghệ lên cao lắm, tầm khoảng 480 cho tới 490 ngàn một ký đó. Do cũng cặn lợi á cô chú anh chị, gần tới lợi á, nên giá của con nghệ, con hải sản thì nó cũng lên cao lắm. Pháp lại phát hiện ra có một con bạch tuộc nữa luôn, nó ở trong hai cái vỏ sò. Bạch tuộc thì chỉ có lai dai lai xoay thôi, chứ một ngày bắt không có nhiều đâu cô chú anh chị. Một con sò dương bi nữa. Chỗ này thì có một con bạch tuộc nữa luôn nè. Pháp phát hiện ra có một con sò Thái rất là to, ở quê Pháp gọi là con sò Mica, có nơi gọi là con sò sứ hoặc là con sò nước. Lại thêm được một con bạch tuộc nữa rồi. Chú anh chị, một dấu tích của con nghệ so nó có đang nằm mánh nè, nó nằm thì nó phả qua một lớp cát bùn non nha. Giờ Pháp để cái máy cố định rồi bắt con nghệ này lên nha. Một con nghệ rất là to luôn cô chú anh chị, nhưng mà nghệ này thì nó đã mang trứng rồi, nghệ này thì cũng vào lại một đó, nhưng nó mang trứng rất là nhiều. Pháp sẽ chôn nó xuống đất lại nha, để cho nó sinh sản, có mai sau thì anh Pháp bắt tiếp. Chạy tới chỗ này thì Pháp phát hiện ra có một con sò điệp bay, nó phả qua một lớp bùn non trên mặt của nó. Chỗ này thì cũng có thêm một con nữa. Sò điệp bay thì giá của nó cũng dao động từ 60.000 tới 70.000 một ký đó cô chú anh chị. Chỗ đây thì có 3 con luôn. Điệp bay này to to lắm. Điệp bay này mà mua về chỉ nướng mỡ hành thì ăn rất là ngon nha. Con sò Thái to chà bá nữa cô chú anh chị. Sò Thái ngoài này á, con nào cũng nấy to lắm. Pháp có đang để máy để bắt một con cá thửng. Cá này thì ăn rất là ngon, đặc biệt là mình ướp xả ớt hoặc là hành ớt á cô chú anh chị, nướng hoặc là chiên thì ăn ngon lắm. Ui, Pháp đã chỉ hụt rồi, nó đã chạy mất tiêu rồi. Tháng này sắp tới thì cá này nhiều lắm. Chỗ này thì Pháp phát hiện thêm một con sò dương bi nữa. Thì ra là chỗ này nó có thêm một con nữa của chú anh chị, hai con luôn. Thêm một con ốc muỗng này. Pháp giơ hai ngón tay ra ký hiệu, chỗ này thì cũng nằm được hai con sò dương bi. Một con này, phía trước thì có thêm một con nữa nè. Cái màu đất có vỏ sò như thế này thì hay có sò dương nó nằm lắm.
với lại có ghẹ nữa. Phía trước của Pháp có một con cá ngự nè. Con này là con thứ hai của Pháp rồi. Hai con thì kiếm được 100 mấy chục ngàn. Cá ngự này giá trị của nó cao lắm cô chú anh chị. Đây là một dấu tích giả của con ghẹ, nó đang nằm mánh nè. Thì ra là nó nằm ở chỗ đây. Đó, nó làm một cái dấu tích giả. Giờ nó sẽ làm vòng tròn xung quanh nha. Con ghẹ này thì nó chỉ có một càng thôi. Một càng thì vào ghẹ 3 nha. Còn hai càng thì vào loại 1. Cũng tùy theo size của nó tầm khoảng bao nhiêu gram á cô chú anh chị. Pháp lại phát hiện ra thêm một dấu tích của con ghẹ so, nó có đang nằm mánh nữa. Cái dấu tích này thì rất là to luôn cô chú anh chị. Rồi Pháp cũng đã bắt lên rồi nè. Wow, một con ghẹ to luôn. Con này thì nó cũng mang trứng rồi. Tháng này là tháng ghẹ nó ôm trứng nhiều lắm. Tháng từ tháng 2 đổ tới thì ghẹ nó sinh sản rất là nhiều. Với lại bạch tuộc đồ á, cá đuối luôn nữa. Tháng đó tháng nước ấm á cô chú anh chị, nên nó sinh sản nhiều lắm. Nên mấy con sò á, ăn cũng khá ngon. Sò khổ luôn, nó cũng sinh sản nữa, ốc nữa. Pháp phát hiện ra có một con sò dương. Đây là cái dấu tích của nó to chà bá luôn. Con sò dương to nha. Ui, con này thì ít nhất cũng phải 300 gram đó cô chú anh chị. Một con này thì Pháp kiếm cũng 7-80 ngàn, 6-70 ngàn rồi. Nhìn quá là đã luôn. Chỗ này thì Pháp cũng gặp thêm một dấu tích của con sò dương to nữa luôn. Ui, con này to lắm. Hai con kiếm được 100 mấy chục ngàn rồi. Tại vì một con tầm khoảng 3-4 con vào 1 ký thôi. 3 con thôi. Pháp lại gặp thêm một con bạch tuộc, nó ở trong cái vỏ ốc. Tới chỗ này thì Pháp phát hiện ra một con bạch tuộc rất là to luôn. Ui, nó đã ôm trứng rồi cô chú anh chị. Đây là trứng của nó này. Bạch tuộc mà ôm trứng thì nó đẻ rất là nhiều con nha. Pháp mà không bắt con bạch tuộc này. Đây nè cô chú anh chị. Bạn Huy thì phát hiện ra có một dấu tích của con ghẹ so, nó có đang nằm mánh nè. Bạn Huy thì kêu Pháp tới lại quay. Pháp kêu bạn Huy bắt đi. Một con ghẹ so rất là to của chú anh chị, nhưng mà một đàn thôi. Qua thì ra là nó đã mang trứng rồi của chú anh chị. Ui, chút nữa thì cái neo nó tán vào đầu bạn Huy rồi. Con ghẹ trứng này thì hai anh em Pháp không bắt nha. Giờ phải chôm nó xuống lại để cho nó nằm mánh, nó đẻ thôi, nó nở con thôi. Sò dương nữa luôn. Sò dương bi đó. Phía trước của Pháp thêm một con ốc. Ốc mỡ đá. Pháp lại phát hiện thêm một con bạch tuộc nữa. Tới chỗ này thì Pháp phát hiện ra thêm được một con sò dương to nữa rồi. Ui, 3 con thì Pháp được 1 ký rồi cô chú anh chị, cũng kiếm được 200 ngàn rồi. Pháp phát hiện ra có một con ốc nè. Ui, một con ốc mỡ rất là to luôn. Con ốc mỡ này là thịt nhiều nè. Thêm một con sò điệp bay. Wow, em cơ đang phát hiện ra có một con ghẹ so, nó có đang nằm mánh á. Giờ em cơ sẽ bắt con ghẹ này lên nha. Ui, con ghẹ so này to lắm. Công nhận ngoài vùng nước sâu này ghẹ con nào cũng lấy to to thôi. Ui, nhưng mà con này nó đã có trứng rồi. Pháp ra ký hiệu cho em cơ phải chôn xuống lại thôi.
Phía trước của Pháp có một con bạch tuộc nè. Con bạch tuộc này thì nó nằm mánh dưới cát á, nó lủi xuống cát nó nằm luôn. Thêm một con sò điệp bay nữa nè. Sò điệp bay ngoài này thì to to không thôi. Có một con ốc mỡ nó có đang bò. Pháp lại tiếp tục gặp thêm một dấu tích của con ghẻ. Đó là cái dấu tích của nó nằm mánh đó của chú anh chị. Đây nè, nó nằm nó phá lên một lớp bùn non, gu lên một cục. Rồi một con ghẻ to nữa luôn. Đây rồi cô chú anh chị, thêm một con ghẻ mang trứng rồi. Ghẻ mang trứng thì rất là to luôn nè. Wow, hai con ốc tỏi nó có đang bò đi kiếm ăn nè. Nó sử chụp cái con bà đó, gọi là nhím biển này của chú anh chị. Hai con á, nó đang tấn công nè. Hai con nhỏ quá thì Pháp không bắt vui. Pháp quay qua phía bên đây thì gặp một con thứ ba. Con này thì to nè. Con này thì cũng đủ CG vào lại một rồi, to lắm. Hai con nhỏ kia thì Pháp không có bắt nha. Pháp thì đang gặp một cái độn chà nè, nhưng mà nó đã bị thất lạc rồi. Cá ly thi thì tháng này nó về chà nó ở cũng rất là nhiều luôn. Pháp lại gặp thêm được một con ghẻ so nữa, một con ghẻ cái nha. Cũng là một con ghẻ mang trứng nữa. Em cơ thì đang kêu Pháp tới để quay cái con sò dương này, nhưng mà Pháp kêu em cơ hãy bắt đi. Em cơ cũng còn hơi ngại á, nên kêu Pháp tới quay. Đó, một con sò dương to luôn. Con sò dương này cũng tầm khoảng 300 gram của chú anh chị. Một con ốc tỏi nữa. Chạy tới chỗ đây thì Pháp lại phát hiện thêm một con ghẻ so nữa luôn. Hên quá, con ghẻ này thì nó không có mang trứng nha. Cứ bắt được một con như thế này thì kiếm trên 100 ngàn luôn. Ồ, quá là đã. Con cá ngừ gai nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Con này thì nó cũng còn bé lắm cô chú anh chị. Nó mà to lớn thì mới là có giá trị đi cao nha. Nhỏ như thế này thì Pháp cũng không có bắt, thả lại để cho nó lớn thôi. Một con ốc nhung cồ nè. Ui, ốc nhung cồ to lắm. Ngoài này thì ốc nhung á, Pháp cầm một bàn tay luôn quá. Chỗ này thì Pháp lại phát hiện thêm một con ghẻ so nữa nè. Ui, con ghẻ này thì nó cũng mang trứng rồi. Con ghẻ này to lắm nha. Nó mang cả một cục trứng chắc là to luôn. Pháp cùng với ông Dưỡng Pháp và
em nhí em cơ thì phát hiện ra có một đống dạp 12 cứ ngục này của bà con mình đã làm vớt á, thì thấy cá ngát nữa ở trong dạp chắc là nhiều luôn. Giờ Pháp cùng với em nhí và em cơ sẽ xem sao có thể lấy một đống cá ngát này lên hay không. Giờ ba anh em Pháp sẽ tính cách để lấy một đống cá ngát này nha. Dạp tuần luồng này thì bị bà con mình bị vớt các cô chú anh chị. Sò điệp bay nữa, một con bạch tuộc đắt nó nằm này, có một con sò điệp bay luôn. Đây này cô chú anh chị, Pháp phát hiện ra có một con cá đuối ghim bắt lên để trên ghe cho mấy anh em nấu canh chua ăn thôi, vì mấy anh em Pháp đi lặn biển thả như thế này á, chỉ bỏ một ngày bỏ một buổi cá thôi, còn cái buổi mà buổi ăn trưa á, là mấy anh em Pháp tự túc bắt những con cá lên rồi gom lại để nấu một son ăn nha. Pháp thấy con cá đuối này nó cũng không có mang bầu á nên Pháp bắt. Giờ Pháp bẻ hai cái gai nó cho nó gãy rồi mới là bỏ nó vào quật, chứ còn hai cái gai thì nó nguy hiểm lắm. Đây nè, Pháp thì cũng đang bẻ hai gai rồi. Pháp lại phát hiện ra thêm một con ghẹ so nó đang nằm mánh nữa, nó đang lòi cái càng của nó lên đó. Một con ghẹ rất là to luôn cô chú anh chị, nó lòi cái càng lên to chà bá luôn. Ui, Pháp bắt lên thì nắm còn có một càng thôi. Con này mà hai càng á, Pháp đổ ít nhất cũng phải 400 gram nha, vì nó rất là to lắm nè. Đó, to lắm. Nó còn một càng thì rất là tiếc luôn. Con ghẹ này là con ghẹ đực, cũng gọi là con ghẹ xanh. To chà bá luôn đó. Pháp đang gặp một chú tích giả của con ghẹ, nó đang nằm, nó đã bỏ đi rồi. Giờ Pháp quằn xung quanh xem thử nha. Chỗ này thì có một con sò điệp bay này, cứ thấy dấu tích giả là mấy anh em Pháp là quằn thôi. Pháp phát hiện ra có một con ốc biển giọng. Ốc biển giọng này thì ăn rất là ngon, nhưng mà giá trị của nó cao lắm cô chú anh chị, cũng tầm khoảng 180 cho tới 190 ngàn một ký ốc biển giọng đó. Đây nè, phía trước thì cũng có thêm một con, nó có đang bò đi luôn. Trong các loại ốc thì Pháp thấy con ốc này nó bò đi là nhanh nhất Pháp từng thấy luôn đó, nó bò đi nhanh lắm. Ốc thì nó bò đi chắc là chậm, nhưng mà con ốc này nó bò đi rất là nhanh luôn. Ui, Pháp phát hiện thêm một con sò tu hài nó nằm trên mặt cát luôn á cô chú anh chị. Chắc Pháp nghĩ thì do con ốc mỡ nó làm á nên nó phải chui lên. Một con bạch tuộc nè. Chỗ này thì cũng có một con ốc mỡ, thêm một con ốc mỡ nữa. Wow, Pháp lại gặp thêm một con cá ngự nữa nè. Con này thì nó thấy Pháp nó đã bỏ chạy rồi nè, kiếm thêm mấy chục ngàn nữa luôn rồi. Ui, con cá ngự này nó chạy cũng nhanh đó, nhưng mà nó chạy cũng không có xa lắm đâu. Quằn một hồi thì Pháp cũng phát hiện ra được con ghẹ rồi. Một con ghẹ xanh nha.
Ui, con này thì cũng có một càng luôn thôi. Ghĩa một càng thì vào ghĩa 3 thôi cô chú anh chị. Ghĩa 3 thì nó sẽ dễ hơn. Giá của nó cũng tầm khoảng 300 mấy chục ngàn một ký đó. Thêm một con bạch tuộc đắt nữa luôn. Wow, đây giờ cô chú anh chị, Phá phát hiện ra có 4 con ốc hương cầu này. Ui, 4 con ốc hương cầu này thì to lắm. Không biết thì nó tụ tập lại chỗ này, nó đang làm ổ hay sao á. Hai con thì nó có đang bò đi nè. Ốc này thì CG tầm khoảng 15 con vào 1 ký thôi. Giới thiệu với cả nhà mình, đây là em Gơn. Không biết thì em Gơn bắt có ghẻ không đây. Em Gơn thì bắt được mấy con ghẻ nè. Em Gơn thì bắt ốc mỡ cũng rất là nhiều. Em Gơn đang chào cả nhà mình nè. Cũng được hai con ghẻ. Chạy ra chỗ này thì Phá phát hiện ra một con ốc nhung cồn nữa nè. Cầm một bụm tay luôn. Bây giờ cô chú anh chị, em Gơ thì phát hiện ra một dấu tích con ghẻ nó đang nằm mánh á. Em Gơ thì kêu Pháp tới quay nè. Giờ em Gơ bắt con ghẻ này nha. Qua wow, một con ghẻ so. Con ghẻ này thì nó không có mang trứng. Con này thì cũng vào loại 1 rồi, to lắm. Cứ trên 200g là vào loại 1 thôi. Dưới 200g là ghẻ loại 2 nha. Một con sò dương bi nữa nè. Thêm một con ốc mỡ. Đây giờ cô chú anh chị, Phá phát hiện ra thêm một con cá ngự nữa. Nhưng mà con cá ngự này nó cũng vẫn còn bé nha. Nó chưa có lớn á, nên Phá không có bắt. Nhỏ này thì nó dễ tiền lắm. Gặp một con ốc nhung to nữa luôn nè. Ốc này thì cũng trên 100 ngàn một ký nha. Bây giờ cô chú anh chị, thêm một dấu tích của con ghẻ so, nó có đang nằm mánh nữa nè. Đã rồi, cứ bắt được một con là kiếm được trên 100 ngàn thôi. Vì ghẻ loại 1 á, ui quá là đã luôn. Con này thì cũng hơn 200g. Giờ Pháp lấy sợi dây thun để băng lại thôi. Lê Hay thì cũng đã tới giờ lên ghi chạy bờ bán hải sản rồi. Mấy anh em Pháp thì đang tập hợp lại sợi dây đá để giảm ép và lên trên ghi nè. Giờ Pháp tớm cho em Lót tớm hai cái vật sò lên thôi, rồi gỡ đai chì ra giảm ép. Đó là cách mấy anh em Pháp đó. Ở phía trên thì có hai người, bạn Hy và em Nhí đang giảm ép ở trên nửa nước nè. Gỡ đây chì ra rồi nắm sợi dây đá thả lên từ từ thôi. Phía dưới đây thì chú Hai cũng đang tóm cái đai chì vào nè. Em Lót thì đang chà tay, chà chân, chà bụng, chà đầu, chà ngực. Đó là cách giảm ép của mấy anh em Pháp á. Pháp xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video nha. Cô chú anh chị mình xem video thì cho Pháp xin một like, một lượt chia sẻ để ủng hộ kênh của Pháp nha. Pháp cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Thì sò điệp bay với lại sò lông, sò điệp cùi đồ á, sò kim cương á nha. Sò thì được một bao này.
với lại một tính đây. Đây là sò mai, ốc mỡ thì vài chục ký ốc mỡ. Sò thái thì được một tấm đây luôn. Hôm nay thì cũng có ốc cưa này cả nhà, được ốc cưa, có cá ngựa nữa, được mấy con cá ngựa, ba cá ngựa, bốn con sò tu hài với lại tám con ốc cưa cồn. Ốc này thì size của nó 15 con vào 1 kg thôi cả nhà. Đây nè, size 15 con vào 1 kg nha. Rất là thơm luôn, ốc rất là thơm luôn. Sò dương bi thì hôm nay chỉ được một xô thôi, một xô sò dương bi. Sò dương loại 1 này chỉ được 10 mấy con sò dương to. Đây nè, sò dương to được 10 mấy con, khoảng 4 kg thôi, mà 3 con 1 kg thôi cả nhà. Đó là to. Ốc tỏi thì hôm nay cũng có 5-7 kg ốc tỏi. Thì cũng được một bị đây thôi cả nhà, một bị bạch tuộc đây. Nghỉ hôm nay thì nếu mà chung dồn chung vô thì được một xô lớn đây, xô lớn nghỉ cả nhà. Ui, con nghỉ nhà sáng khắp bắc này. Nhưng giáp tiết thì nó chỉ có một càng thôi, con này mà hai càng ít nhất cũng phải 400 gram, to lắm. Nghỉ nghỉ so nghỉ nhàng thì với pháp gọi là nghỉ xanh, con thôi, được nửa xô quá cả nhà. Nghỉ năm nay thì xanh lại rất là nhiều luôn, đó cũng là thành quả của mấy niệm pháp ngày hôm nay nha. Video lặn biển của pháp xin tạm dừng kết thúc tại đây. Pháp cho mong cả nhà mình cho pháp xin một like cũng được chia sẻ để ủng hộ kênh của pháp nha. Pháp chân thành cảm ơn cả nhà mình đã xem video và hẹn gặp lại cả nhà mình video tiếp theo.